ngày nay đi đâu tới các địa điểm, cơ quan, hộ kinh doanh, vân vân đều bắt khai báo y tế. Hôm nay kênh chia sẻ cuộc sống chia sẻ với các bạn cách tạo mã cho riêng bạn, để khi có khách tới sẽ quét mã khai báo khi tới, thuận tiện cho việc quản lý của cơ sở mình. Đầu tiên truy cập vào địa chỉ qr.tờkhaiyte.vn. Sau đó ta điền các thông tin theo các mục sẵn có. Sau khi điền xong, các bạn nhấn vào đăng ký để hoàn tất.